We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Tư Sản Vlog. Hôm nay Tư Sản Vlog xin giới thiệu đến tất cả mọi người một món ẩm thực mà không thể thiếu trong mọi gia đình nha mọi người. Và món ăn này có thể đem lại chất dinh dưỡng và bồi bổ sức khỏe cho mọi người trong mỗi bữa ăn, mỗi gia đình. Hôm nay Tư Sản Vlog sẽ nấu món xương heo hầm ngũ quả nha mọi người. Và bây giờ Tư Sản Vlog sẽ giới thiệu nguyên liệu để làm cái món xương heo hầm ngũ quả nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị nha mọi người. Gồm có 1 ký xương heo, 1 củ khoai, 1 củ cà rốt, 1 củ khoai tây, 1 củ khoai mỡ và 1 củ khoai môn nha mọi người. Bên này gồm có 1 ít hành lá và 1 ít hành tím sắc để mình khử nha mọi người. Mọi người xem video và xem diễn biến mình sẽ chế biến món ăn này như thế nào nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu công đoạn chặt xương heo nha mọi người. Công đoạn chặt xương heo của mình đã thành công và bây giờ mình sẽ cho ngũ quả mình lên thớt mình xắt nha mọi người. Mọi người cứ xắt như mình sẽ hầm sẽ rất ngon. Và cái công đoạn chuẩn bị nguyên liệu của mình đã hoàn thành nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt nước sôi và hầm ngũ quả nha mọi người. Mọi người chờ xem video của mình nha. Và cái bước đầu tiên thì mình sẽ cho hành vào khử nha mọi người. Đó, mình sẽ cho hành vào khử và để khi hành nó vàng lên mình sẽ cho xương vào. Bây giờ hành nó vàng nha mọi người, mình sẽ cho một ít xương này vào. Đảo lên. Đảo cho sang thịt nha mọi người. Mọi người nhớ bỏ xương vào và đảo lên, khi nào mà cái da, cái lớp ở ngoài nó giòn lên thì mình sẽ cho nước vào nha mọi người. Để xíu nữa mình ăn có thể có đồ giòn giòn và ngọt ngọt, mềm mềm nha mọi người. Đó, bây giờ thịt nó bắt đầu săn lại và rất là thơm. Khi nào cái lớp ngoài nó giòn thì mình sẽ cho nước vào nha mọi người. Và sau 5 phút khi mình đảo xương thì bây giờ nó là vàng lên mọi người. Mọi người thấy không? Cục thịt nó đã vàng lên và săn lên và rất là giòn. Bây giờ mình sẽ cho một ít nước vào. Đó. Hôm nay mình sẽ nấu một nồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ canh đủ một nồi thôi. Một nồi lẩu bình thường đó, của mình đó. Đó. Mọi người thấy không? Cái nồi canh của mình rất là ngon. Và trong lúc chờ đợi nước nó sôi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái đồ màu nêm nha mọi người. Và bây giờ cái nước hầm của mình đã sôi nha mọi người. Mọi người thấy không, bọt nó sẽ nổi lên và mình sẽ vớt cái bọt này bỏ đi. Đó. Mọi người nên nhớ cái công đoạn đầu tiên là mình phải đổ dầu vào khử hành và đảo cho thịt nó săn lên nha mọi người. Để tí nữa mình ăn có thể rất là ngon. Đó. Bây giờ mình sẽ cho
đồ màu hồi nãy mình đã chuẩn bị cho mọi người, đó là một vá nước mắm. Đó, mình sẽ cho vào một vá nước mắm nha mọi người. Mình nấu một nồi nên mình cho một vá. Mọi người nấu hai nồi thì cho hai vá. Mình đã cho nửa muỗng muối này mọi người. Đó, mình sẽ cho vào nửa muỗng muối. Và một muỗng này bột ngọt này mọi người. Đó, mình đã cho ngoài và một ít tiêu nữa. Mình sẽ cho hết vào. Và mình sẽ quậy đều lên cho đồ màu nó tan, xong mình sẽ cho ngũ quả vào nha mọi người. Đây là cái ngũ quả hồi nãy mình đã chuẩn bị nha mọi người. Đấy, mình sẽ cho vào tất cả là gồm có khoai mỡ, khoai môn, khoai lang, cà rốt và cái gì quên nữa rồi mọi người ơi. Khoai tây nha mọi người. Đó, bây giờ mình cho vào hết. Hôm nay gia đình mình lại có một bữa cơm rất là ngon rồi. Đấy, nồi canh này rất là thú vị rồi. Cái nồi canh này giúp mọi gia đình chúng ta có thể đem lại nhiều chất dinh dưỡng mà có thể ai cũng thể ăn được, con nít hay là mọi người thì ai cũng thể ăn được. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho vào hầm trong vòng 20 phút, sau mình sẽ bắt xuống và thưởng thức thôi nha mọi người. Và sau 20 phút chờ đợi thì cái nồi canh của mình đã hoàn thành nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đó, nồi canh của mình đã rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho ra tô và thưởng thức nha mọi người. Và đây là thành phẩm mà nãy giờ mình đã chuẩn bị nha mọi người, đã hoàn thành rồi. Đây là một tô canh rất là thơm ngon và đặc biệt. Vậy là cái video là xương hầm ngũ quả của mình đã hoàn thành nha mọi người. Mọi người xem video của Tư Sàn Vlog thấy hay và thú vị thì hãy cho Tư Sàn Vlog một lượt like, một đăng ký và một comment ở dưới nha mọi người. Tư Sàn Vlog xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.